gian lứa đang dành thời gian để ngủ này, để chơi này, để uống trà sữa. Còn riêng đối với tôi á, thì tôi đã dùng Resinol Bako Choy The Male giúp cho da của tôi ở một cái cương vị mới, thật sự là bước tiến nhảy vọt so với tôi ở 2-3 năm trước. Chắc chắn các bạn của tôi sẽ nhanh chóng tiến bộ nhiều hơn, cũng như biết đến dòng sản phẩm này để theo kịp cái làn da của tôi. Bạn nào đang muốn treatment nhưng mà lại sợ da bị bong chóc, bị đỏ, đây chính là một sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Có chứa 0.05% ricinol, 0.4% ricinin, có chứa những thành phần vitamin E giúp xóa mờ những vết nhăn li ti trên da, mà còn là chống lão hóa cực kỳ hiệu quả. Lại còn chứa Bako Choy 100.000 BBM lại giúp da siêu căng bóng, à, lỗ chân lông được se khít hơn, giúp lỗ chân lông của mình gọi là siêu nhỏ. Và em này còn có chứa Swale, da lúc nào cũng ẩm mướt và mịn đẹp, da mình lúc nào cũng ẩm mượt. Với cái công nghệ Liposoy, các chất nó sẽ đùm bọt lại, đó nó sẽ thấm thẳng vào da và nó sẽ giúp cho da của mình siêu căng bóng, mịn đẹp, cải tử hoàn toàn, sẽ cải thiện rất là nhanh, từ 10 đến 14 ngày. Lỗ chân lông được se khít, da đều màu, xóa nếp nhăn, còn lại trắng sáng mướt mịn nữa. Chủng Hàn Quốc luôn, kem này bên hàng giá rất là cao, nhưng trong video này sẽ phân phối cho mọi người giá cực kỳ bình dân tại chính hãng xịn sò. Mọi người tranh thủ đi nha.